Mình xin chào các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt ở tại cửa hàng xe Mai Duyên. Còn đây các bạn đang thấy trên màn hình là một chiếc Honda CBR 150R. Xe này thì mình mới vừa quay báo giá và review nó cách đây không lâu ở bên H Honda Huỳnh Mạnh Tùng. Còn đây là cửa hàng Mai Duyên nha các bạn. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Xe này thì đã có một em trai từ Long Phú qua đây để ủng hộ rồi và chốt luôn trong buổi sáng hôm nay. Đây là xe màu độ nha các bạn. Giá mới nhất mình đang bán trong phiên bản mà đời 2023 trở về trước là 58.900.000. Mẫu 24 là mình sẽ cộng thêm là 4.000.000. Còn riêng cái màu độ này mình sẽ lấy giá 58.9, là bởi vì bên mình là độ lên từ phiên bản cũ nha các bạn, bản 2023 trở về trước là 58.9 và cộng thêm màu độ là 3.500.000 là nó sẽ ra chiếc siêu phẩm như thế này, màu xanh cực kỳ đẹp. Cái hôm mà mình đi review nó đó các bạn, mình đã thực sự mà nói rất là bất ngờ với phiên bản độ này, bởi vì thực sự là nó rất là hợp với xe, rất là hợp với xe luôn, xanh, đỏ, trắng. Hiện tại thì bên mình đang cà số khung cho số khung và số máy cho khách nha các bạn, khách mua về để mà sử dụng luôn nha. Chút xíu nữa thôi là bên mình sẽ đổ xăng, câu bình và nổ máy cho các bạn luôn. Hiện tại là bạn Tuấn đang chuẩn bị câu bình đó các bạn. Còn em trai này là Tính nha. Cà số khung số máy cho khách luôn. Các bạn yên tâm đi, nếu mà các bạn mua mà đến cửa hàng á thì bên mình vẫn sẽ hướng dẫn các bạn cách làm biển số. Còn nếu mà các bạn mua online á thì mình cọc tầm khoảng từ 5.000.000-10.000.000 là bên mình ship toàn quốc, với phí ship sẽ là miễn phí nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ A từ Sóc Trăng đi tới thành phố Hồ Chí Minh và Sóc Trăng mình về tới Cà Mau là miễn phí nha các bạn. Còn nếu mà ship dòng xe này ra tới Hà Nội thì phí ship cũng chỉ có 500.000 thôi các bạn. Đây cửa hàng của mình nha, cửa hàng Mai Duyên nằm ở cái bên chợ Mỹ Xuyên luôn đó các bạn, cách chợ Mỹ Xuyên tầm khoảng vài trăm mét thôi. Chuẩn bị nha các bạn. Mình sẽ mở công tắc vài lần để cho nó bơm xăng đó các bạn, rồi sau đó mới đề. Mình tranh thủ xem lại màn hình xe nha các bạn. Xe rất là đẹp. Thực sự mà nói thì đây là chiếc Sportbike cỡ nhỏ nhà Honda. Nó lấy cái form này từ những chiếc CB đàn anh đó các bạn, CBR 250R. Từ phía trước xe nhìn rất là ngầu. Em hỏi rồi, ok chưa? Rồi bây giờ thì nổ máy nha các bạn. Tất nhiên rồi bạn Tuấn sẽ hướng dẫn khách cách sử dụng xe. Xe có bắc sinh, có bắc sinh nha, hệ thống phanh ABS trước sau, gương có thể là mở ga và gập vào như thế này rất là tiện. Đây, nghe tiếng bô nha các bạn. Rồi, bây giờ thì em trai sẽ lên xe về nhà luôn.
Thay mặt cửa hàng Mai Duyên cảm ơn em trai rất là nhiều, cả hai bạn luôn ha, đã từ Long Phú xuống cửa hàng mình để ủng hộ xe. Xin chúc em sẽ có rất là nhiều những chuyến đi vui vẻ với chiếc xe này và những kỷ niệm thật là đẹp với chiếc xe này nha. Bạn nào quan tâm thì cứ alo ngay cho nhân viên mình để được tư vấn chi tiết hơn về giá, về phí ship và giấy tờ thủ tục luôn nha các bạn. Cọc từ khoảng 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu tùy giá xe là bên mình ship toàn quốc. Tư thế ngồi các bạn thấy không? Nó không quá chồm nha các bạn, không quá chồm. Và mình cũng sẽ xin phép được kết thúc cái video này đây nha. Xin chào các bạn.